chấn động. Tiên tri báo trước cực chuẩn, đúng trong 7 ngày tới tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, gặp thời phất mạnh, mà muốn nghèo cũng khó, giàu có dễ như trở bàn tay, tiền vàng cứ thế ùn ùn kéo về chật két, từ nay an nhàn hưởng phúc lớn, giàu sang phú quý hơn người. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 thân mến, nhiều người hỏi tôi rằng, không hiểu sao họ sống đã quá nửa đời người mà vẫn không hết khổ. Tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm ngày tháng mà vẫn nợ nần, túng quẫn, không ngóc đầu lên được, nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì, cũng thừa hưởng cả gia tài. Cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời mấy kiếp cũng không hết, đó là do số mệnh an bài của mỗi người, và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Mới đây nhất, sau khi xem tử vi cho 12 con giáp, thầy tử vi Phương Đông cũng chỉ rõ, ai khổ thì khổ, nhưng riêng con giáp tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 có số mệnh giàu sang phú quý trong 7 ngày tới, được các tinh chiếu rọi, quý nhân nâng đỡ, đem đến nhiều cơ hội, sự nghiệp phất mạnh như diều gặp gió, kéo theo tài vận dồi dào, tiền bạc chật két, đủ để sống thoải mái và dư dả đến vài năm sau. Vậy, để biết được vận trình chi tiết của con giáp may mắn nhất trong 7 ngày tới thì xin mời quý khán giả cùng theo dõi video ngay sau đây. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi 7 ngày tới đây của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 thì Minh Đường tử vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách của người tuổi Đinh Mùi 1967 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Trong 12 con giáp, Đinh Mùi được xem là biểu tượng của tính ôn hòa, thuần hậu. Trẻ em tuổi Đinh Mùi thường hiền lành, ngoan ngoãn, dễ bảo, đôi khi còn có sự nhút nhát, bẽn lẽn đáng yêu, dễ tạo thiện cảm. Những nét tính cách này có thể theo cả tới khi trưởng thành, bởi đây dường như là đặc trưng cơ bản nhất của người tuổi Đinh Mùi. Nếu đường đời được thuận lợi thì sẽ có được vẻ phong nhã, thanh nhàn. Nhưng nếu cuộc sống không được như ý, gặp nhiều vất vả, gian truân thất bại thì Đinh Mùi lại trở nên rất bi quan, ủy mị, chán chường. Với cách hành sự luôn thể hiện sự chân thành, ấm áp, lại thêm vẻ thanh nhã, Đinh Mùi thường được kính trọng, dạng người ngưỡng mộ. Họ luôn sống theo nguyên tắc tự do, phóng khoáng và đối xử với người khác bằng sự nhân hậu, khoan dung. Họ là người giỏi quán xuyến việc lớn nhỏ trong nhà, bản tính là rất yêu trẻ con và vật nuôi, nên rất phù hợp với đời sống gia đình. Dù có tính cách ưa sự nhẹ nhàng, hòa hảo, không thích tranh cãi, xung đột, nhưng họ không bao giờ khuất phục trước bất cứ một sự đè nén, chèn ép nào. Không bao giờ có thể ép buộc họ làm bất cứ điều họ không muốn. Trong sáng và nhân hậu là nét tính cách cao quý của Đinh Mùi. Họ thường sẵn sàng giúp đỡ những người đang trong cơn hoạn nạn. Trong cuộc đời của Đinh Mùi, hiếm khi phải lo lắng về ba điều thiết yếu trong đời sống, gồm cái ăn, cái mặc, nơi ở. Dù đi bất cứ đâu thì họ cũng dễ dàng kết bạn, vì họ luôn đối xử với người xung quanh rất chân thành, trung thực. Đinh Mùi được cho là dễ có đời sống hôn nhân mãn nguyện. Họ không chỉ được bạn đời yêu thương mà còn được họ hàng quý mến. Dân gian cho rằng tuổi Đinh Mùi sinh vào các mùa đều tốt, riêng mùa đông là vất vả hơn, vì mùa đông ít có cỏ để ăn. Tuy vậy, nhưng thực tế là dù hoàn cảnh xung quanh có như thế nào thì Đinh Mùi cũng không cần quá lo, bởi vận số may mắn sẽ được quý nhân phù trợ, nhận được sự chủ động giúp đỡ từ những người xung quanh. Dù trong cảnh khốn cùng thì vẫn có thể xoay sở vượt qua, nhờ vào sự giúp đỡ từ cha mẹ, họ hàng, bạn bè, xã hội. Nhìn chung, Đinh Mùi dễ dàng vượt khó khăn và thất bại, bởi xung quanh họ luôn có sự giúp đỡ từ những người thân. Đinh Mùi chỉ thích làm những việc mà họ thực sự hứng. Họ nhanh chóng nhận ra điều mình muốn theo đuổi trong cuộc đời một cách rất tự nhiên. Khi phải đối diện với những việc không muốn làm thì sẽ chẳng ngại ngần từ chối. Nhưng họ không phải những con người sẵn sàng thẳng tuột, mà ngược lại rất lịch sự, kiên nhẫn, dịu dàng, để sự việc diễn ra vừa thuận lợi cho mình, vừa đẹp lòng cho người. Khó ai có thể hiểu hết những cảm xúc đang diễn ra trong nội tâm của Đinh Mùi. Họ không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài cho người khác hiểu, chỉ trừ khi họ đang trong cơn tức giận tột cùng. Trên thực tế, Đinh Mùi rất giỏi dàn xếp. Khi có tranh cãi hay bất hòa, họ dễ tạo được không khí hòa thuận xung quanh. Đinh Mùi rất thích giao tiếp, những ai có thiện ý với họ đều được đối đãi tử tế. Đinh Mùi cũng không thích nói thẳng, vì vậy, đôi khi cách hành xử của họ có phần không thẳng thắn, trực diện,
khiến người khác cảm thấy lòng vòng, rắc rối, bực mình. Nhưng đó là bản tính của họ, đừng hy vọng họ xô bồ trong thái độ cử chỉ và đặc biệt là ngôn từ. Những gì họ nói ra chỉ là một phần nhỏ của những gì họ nghĩ. Những ai muốn thực sự hiểu thấu họ thì cần phải kiên trì dành thời gian để hiểu từng chút một. Người nghe hãy từ tốn gật đầu trong suốt cuộc trò chuyện để thể hiện sự đồng tình. Để biết hết những suy nghĩ, cảm nhận của họ có thể sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng sâu xa đằng sau sự lòng vòng, không thích thẳng thắn trực diện này chính là vì họ luôn biết chừa cho mình một đường lui, vì tính cách mềm mỏng, hơi thiếu quả quyết, nên đinh mùi cần hợp tác với những người có tính cách mạnh mẽ. Bởi chỉ có kỷ luật thép thì họ mới bớt sự thông dong, nhàn hạ để bắt đầu tận dụng hết những khả năng của mình và làm việc thật sự chăm chỉ để có hiệu quả. Đinh mùi ưa sống trong môi trường quen thuộc, gắn bó rất mật thiết với gia đình. Dường như đinh mùi mang trong mình nỗi buồn và sự đa cảm từ trong bản chất. Họ luôn nhìn thế giới một cách khá tiêu cực. Vì vậy, họ cũng luôn mong những người xung quanh sẽ vượt tinh thần họ dậy. Họ rất dễ bị lạc đường, dễ buồn bã, dễ đưa ra những lựa chọn sai khi đi mua sắm. Với bản tính chân thành và điềm tĩnh, thêm vào đó là vẻ ngoài biết tỏ ra đáng thương khi cần, họ luôn biết cách thuyết phục người khác rất hiệu quả. Họ không bao giờ làm tổn thương bạn bè, đôi khi có thể từ bỏ một mối quan hệ để tránh khỏi những cãi giả, xung đột đang xảy ra. Bản thân cũng thích thu hút sự chú ý của người khác và nhận được sự thán phục đối với năng lực bản thân. Họ rất khôn ngoan khi lựa chọn công việc để có thể tận dụng tối đa thế mạnh của bản thân. Nhìn chung trong công việc, mọi người vẫn muốn được hợp tác, làm việc cùng đinh mùi bởi tâm tính thiện lương, tính tình hiền lành, khả năng hòa đồng, nên họ cũng có thể phát huy năng lực trong tập thể. Điều này sẽ giúp ích nhiều cho sự nghiệp của họ. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả hãy cùng đến với phần luận giải vận trình tử vi chi tiết về các phương diện chính của cuộc sống cho con giáp tuổi đinh mùi sinh năm 1967. Trong 7 ngày tới đây, vận trình cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tam hợp cục xuất hiện kết hợp với các tinh chính quan, con giáp này đang dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế ngoạn mục theo hướng có lợi cho mình. Các vấn đề trong công việc được xử lý ổn thỏa, theo đó con giáp này dễ gặp quý nhân trợ lực, được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng, hiệu suất làm việc nâng cao hơn hẳn. Bạn có thể chinh phục được những nấc thang quan trọng. Trong thời gian này, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp, những việc bạn làm đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Khó khăn ban đầu do ngũ quỷ hung tinh quấy phá có thể khiến bạn lung lay ý chí, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được. Tinh thần phấn chấn và hăng hái cũng khiến đinh mùi sẵn sàng mở lòng với mọi người. Bạn luôn biết lắng nghe, chịu khó tích lũy kiến thức, học thêm từ những người đi trước để ngày càng hoàn thiện bản thân. Hơn thế nữa, những chú dê còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ khi bạn cần thiết. Nhìn chung, 7 ngày tới sẽ có nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổi đinh mùi. Đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới thì nay đã có thể bắt tay vào hành động. Cứ vững tin bắt đầu bằng những bước đi nhỏ nhưng vững chắc theo thời gian thì hứa hẹn bạn sẽ bước lên những nấc thang cao hơn, ngồi ở vị trí vững chãi hơn. Xét về phương diện tài lộc, tam hội giúp cho tuổi đinh mùi có nhiều cơ hội để hái ra tiền. Trong 7 ngày tới, quý nhân thường giới thiệu cho bạn nhiều đối tác, khách hàng triển vọng. Khi gặp được người phù hợp, bạn có thể nhanh chóng ký kết hợp đồng để đôi bên có thể cùng hợp tác và phát triển nhanh hơn. Người làm ăn buôn bán luôn chăm chỉ, cần mẫn với công việc, ắt cũng sẽ thu được một khoản kha khá. Bản mệnh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại. Nếu có thể, bạn có thể suy nghĩ mở rộng thêm quy mô kinh doanh hoặc thêm các mặt hàng khác để thu hút đối tượng khách hàng mới. Với những thành tích xuất sắc trong công việc, người làm công ăn lương có túi tiền rủng rỉnh do tiền lương, tiền thưởng là điều hiển nhiên. Bạn có thể suy nghĩ sử dụng khoản tiền này hợp lý, khiến đồng tiền tiếp tục sinh sôi. Dưới sự tác động của dịch mã và nguyệt mã, con giáp này sẽ phải khá vất vả nếu muốn kiếm được khoản tiền như ý. Tuy nhiên, vì không vướng phải rắc rối do kẻ xấu gây ra, nên bạn chỉ cần cố gắng hết sức, chứ không cần quá đề phòng xung quanh.
hãy luôn cổ vũ bản thân, rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, Tử Vi tuổi Đinh Mùi nhận ra rằng nhờ nguyệt lệnh lâm mộc dục mà đời sống tình cảm của bản mệnh sẽ có nhiều tín hiệu đáng mừng trong 7 ngày tới. Bản mệnh sẽ có khoảng thời gian thú vị và ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Thời điểm này thích hợp cho các cặp vợ chồng hóa giải mâu thuẫn, giận hờn và hâm nóng tình cảm. Hai bạn có thể thu xếp thời gian để đi du lịch cùng nhau. Trong năm Nhất Bạch chủ đào hoa bay vào hướng Nam, gặp tướng lục cát tinh. Phương vị này cần có hoa tươi hoặc cây xanh để có thể thu hút tốt vận đào hoa. Theo đó, chuyện tình cảm nhân duyên của tuổi Đinh Mùi càng thêm thuận lợi. Xét về phương diện sức khỏe, điều đáng mừng trong khoảng thời gian này là tình hình sức khỏe của tuổi Đinh Mùi khá ổn định. Tuy có những khi hơi vất vả một chút, song bạn luôn tìm thấy động lực để vươn lên, khiến tinh thần hăng hái, đẩy lùi sự mệt mỏi. Song như vậy không có nghĩa là bạn có thể xem nhẹ sức khỏe của mình. Dù còn trẻ tuổi đi nữa thì bạn cũng nên cố gắng sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, đừng cố gắng quá sức, tạo áp lực cho cơ thể. Nếu có thời gian rảnh, hãy thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao, giúp thúc đẩy trao đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch, khiến tinh thần luôn thoải mái, nhẹ nhõm, đẩy lùi căng thẳng. Xem đến đây, chắc hẳn quý khán giả đã nắm được cơ bản về vận trình của mình trong 7 ngày tới rồi. Vậy trong 7 ngày tới, quý bản mệnh cần làm phải gì để có thể nắm bắt vận may, đổi đời như ý? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi chia sẻ qua những phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, xin mời quý khán giả cùng Minh Đường Tử Vi đi vào phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Vận trình cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi 1967 sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức là tháng Dê, xem vận mệnh của người này thấy rằng sức khỏe tốt, sinh lực dồi dào, là người hào sảng phóng khoáng, cũng rất ngay thẳng, chính trực, đi ra ngoài xã hội có quý nhân nâng đỡ, song chẳng được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em trong nhà cũng không giúp đỡ được nhiều, tự lực cánh sinh là chính. Người này nếu phát triển sự nghiệp ở phương xa thì sẽ thuận lợi hơn là khởi nghiệp tại quê nhà, mọi sự sẽ dễ dàng thành công hơn. Đường tài lộc của con giáp này không tồi, song cũng vẫn có điềm báo phá tài, nên thận trọng hơn để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi 1967 sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh trập, người này tính tình có phần cố chấp, tuy rằng được quý nhân độ mệnh nhưng quan lộc không dài. Sự nghiệp phát triển đến một ngưỡng nào đó dễ bị suy thoái. Người này có vận mệnh cuộc đời không được tốt cho lắm. Tháng sinh này khiến cho người này tuy thông minh, đỉnh ngộ, có tài năng, có thực lực, cũng được gia đình hỗ trợ rất nhiều, nhưng quan lộc không bền, tại chất tại vị không được lâu dài. Đường tài lộc thăng trầm bất định, khi thì tiền tài ào ào đổ về nhà, khi thì không có một xu dính túi. Điều này phần nhiều là do Đinh Mùi bị tiểu nhân quấy phá. Tiểu nhân ở ngay bên cạnh mình, hiểu rõ về mình, nên khi nổi tâm phản bội thì dễ khiến người tuổi này điêu đứng, chịu đủ mọi tổn thất to lớn về mình. Người này nên thận trọng, chớ để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng mà bán đứng mình. Từ nhỏ nên tự rèn luyện nguyên tắc xử lý công việc một cách ngay thẳng, chính trực, không để cảm xúc dẫn đường mà mắc phải sai lầm. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi 1967 sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch theo lịch vạn niên là tiết thanh minh, người này tài trí hơn người, ra đời được nhiều bạn bè giúp đỡ, gia đình có cua ăn có để nên cũng hỗ trợ được phần nào cuộc sống, hôn nhân, hạnh phúc viên mãn, cuối đời vẫn được hưởng thái bình. Cuộc đời của người này khá suôn sẻ, thuận lợi, gặp dữ cũng quá lành, tiền đồ rộng mở, có thể theo nghiệp kinh doanh. Người này có tài năng, có thực lực, được đánh giá khá cao, họ may mắn có cuộc đời êm ả, không phải trải qua nhiều sóng gió, khó khăn mà được hưởng hạnh phúc, phiêu diêu tự tại. Người này được nhiều người yêu mến, cũng luôn có quý nhân bên cạnh. Khi còn nhỏ thì có cha mẹ, anh em nâng đỡ, lớn lên thì có bạn bè tương trợ, có thể hợp tác cùng bạn bè thân thiết để làm việc. Sự nghiệp có thể đạt được những bước tiến mới, thành công vang dội. Tùy theo nghiệp kinh doanh vô cùng tốt, nhưng nên tránh kinh doanh liên quan đến nông nghiệp, nông sản, khả năng thành công không được cao.
tính tình người này hiền lành, ôn nhu, sống khiêm tốn, biết điều. Cuộc sống của họ từ nhỏ đến lớn không thiếu cơm ăn áo mặc bao giờ, nhưng khó có thể giàu sang, tiền bạc nhiều tới mức đại phú, đại quý, hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng bên nhau đến bạch đầu giai lão. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi 1967, sinh vào tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch trùng với tiết lập hạ, người này lúc nào dáng vẻ cũng tất bật, vội vàng, có tài năng đấy, nhưng chưa chắc được hưởng phúc. Là người thông minh, tài trí, họ có thể cả đời vinh hoa, được người xa gần biết đến. Tuy nhiên, khi làm việc, lại để cảm xúc lấn át lý trí, nên hung cách đan xen, cũng may có người giúp đỡ, nên vận trình không quá sa sút. Người này sức khỏe tốt, ít khi ốm đau. Có điều người này phúc lộc cha ông mỏng, không được hưởng nhiều sự trợ giúp của gia đình. Có tài, có trí, luôn chăm chỉ làm việc, nhưng chưa chắc đã thắng được mệnh trời, khó làm nên nghiệp lớn. Tới tuổi trung niên, họ mới dần đạt được những điều mình ước nguyện. Cơm ăn áo mặc đủ đầy, chẳng thiếu thứ gì, nhưng cuộc đời người này luôn bị thị phi quấy rối. Chuyện khẩu thiệt thị phi dây quanh, bản thân họ khó giữ được bình tĩnh, hay gây mâu thuẫn với người khác. Nhân duyên vì thế kém dượng, tài lộc khá ổn, nhưng vẫn có những lần tổn tài lộc nhỏ. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi 1967, sinh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết mang trùng, người này phải chịu nhiều vất vả trong cuộc đời, cũng phải trải qua nhiều biến cố lớn. Họ là người có nghị lực, có ý chí phấn đấu, cũng sống biết điều, kính trên nhường dưới, biết tiến, biết lùi. Song đường tài lộc có phần ảm đạm, đôi khi cũng vướng phải chuyện khẩu thiệt thị phi. Người này tự lực, tự cường, không dựa dẫm vào ai, mà tự nuôi sống bản thân bằng chính sức mình. Người này không có sự nghiệp cha ông để lại, cũng không được gia đình hỗ trợ gì nhiều, phải chịu nhiều khổ cực. Sớm ra đời làm việc, họ cũng lập gia đình khá sớm, gánh nặng trên vai càng thêm nặng. Thời trai trẻ cuộc sống khá vất vả, tuy nhiên người này không vì thế mà suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Họ vẫn là quan, đối nhân xử thế chỉnh chu, khiêm nhường, ham học hỏi, cũng thường xuyên giúp đỡ mọi người. Ông trời chẳng phụ lòng người, sự nghiệp của người này cũng được nhiều người tương trợ. Từ tuổi trung niên, vận trình cũng dần tăng tiến, hậu vận vô cùng tốt đẹp, tài lộc dồi dào, hạnh phúc viên mãn. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi 1967, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, người này tính tình thoải mái, vui vẻ, không hay lo nghĩ nhiều, mà suy nghĩ lạc quan, tích cực. Cuộc đời các hung họa phúc đan xen, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, con cháu hiển dinh phú quý. Theo lịch vạn niên, người này sống tiêu diêu, tự do tự tại, không ưu phiền được bố mẹ hỗ trợ, anh em yêu thương. Nhưng đó chỉ là sự hỗ trợ về mặt tinh thần, còn thiên tài thì không giúp được nhiều, mà toàn bộ do tuổi Đinh Mùi tự dựa vào chính sức mình để làm ra. Người này không quá tham vọng, cũng không đặt ra lý tưởng gì cao xa, biết sống đủ với mình, nên ăn nhàn tận hưởng cuộc sống ổn định. Họ không phải đối mặt với nhiều sóng gió trong đời mình, cuộc sống gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, tuổi già hưởng phúc, không có gì phải tiếc nuối. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi 1967, sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch trùng với tiết lập thu, là mùa thu hoạch, nên người này có cuộc sống tự do, tự tại, không phải lo lắng gì nhiều, là người biết tận hưởng cuộc sống, được gia đình hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều. Tuy sự nghiệp không có nhiều thành tựu nổi bật, nhưng tài lộc không nhiều, cơm ăn áo mặc lúc nào cũng có. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi 1967, sinh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết Bạch Lộ, người này sự nghiệp hanh thông, có thể làm nên đại nghiệp tiền đồ rộng mở, vô cùng phúc lộc, vô cùng phú quý. Người này trời sinh có phúc tướng, cuộc đời hạnh phúc, không phải lo nghĩ nhiều, được gia đình trợ giúp rất nhiều, thiên tư đỉnh ngộ, là người có tài, có chí, phẩm chất cao sang, là người thẳng thắn và khiêm nhường. Sự nghiệp của người này được quý nhân phù trợ, bạn bè nâng đỡ, nên dễ thành công, có thể đạt được những vị trí cao, danh lợi song toàn. Cuộc sống gia đình viên mãn, được bạn đời thấu hiểu và thông cảm, hỗ trợ nhiều cho phát triển sự nghiệp, con cháu hiếu thuận, chăm ngoan. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi 1967, sinh vào tháng 9 âm lịch. Người này vận mệnh thăng trầm bất định, khó có thể đoán định được. Tuy có tài năng thực sự, tài trí hơn người, cũng có nhiều tài lẻ, tinh thần làm việc nhiệt tình, luôn cầu tiến,
ham học hỏi, lại có ý chí phấn đấu, song vì cuộc đời không được nhiều quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp hay gặp phải trở ngại ngáng đường, thử làm theo lời Phật dạy, để quý nhân luôn bên mình. Đôi khi họ thất bại là vì có chí, nhưng không có gan thực hiện, chỉ chỉnh chu làm những việc mình biết, mà không dám mạo hiểm. Có điều, họ là những người có thiên hướng nghệ thuật, nếu phát triển theo hướng này, và đào sâu nghiên cứu, thì có khả năng giành được nhiều thành tựu lớn đáng ngưỡng mộ. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi 1967, sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, cuộc đời người này bình thường, không có gì nổi bật, nếu không an phận, thì khó có thể được như sở nguyện, điều này có phần nhàm chán, nhưng lại thích hợp với vận mệnh của con giáp này. Đây là người thông minh, đỉnh ngộ, tài hoa hơn người, tinh thông kim cổ, họ là người ham học và muốn đào sâu tìm hiểu mọi thứ, tuy nhiên, tài năng này cũng vô dụng. Khi mà bản thân có phần nhút nhát, không dám mạo hiểm những gì mình đang có, chính vì thế mà họ chỉ dám làm những điều quen thuộc, sống an phận thủ thường, không dám khám phá những chân trời mới, thiếu tinh thần cầu tiến, thiếu quyết tâm, chịu khó chịu khổ để lập nghiệp, họ thích cuộc sống an nhàn, không sóng gió, không khó khăn trở ngại. Tuy nhiên, tiềm ẩn dưới con người này vẫn là tài năng vượt trội, nếu thuận thế theo kịp sự phát triển của xã hội, dám làm những điều mới lạ, dám chấp nhận thất bại, thì nhất định có thể làm nên chuyện, trở thành người có địa vị trong xã hội và được nhiều người ngưỡng vọng. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi 1967, sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch tiết khí có phần thất thường, nên người này hay nổi nóng, nhưng tính tình thẳng thắn, nên dễ đắc tội với người khác, lại càng hay gây chuyện, tự tạo kẻ thù, là người có tài năng, họ không sợ ác bá, cường quyền, hay giúp đỡ người yếu thế hơn mình. Tuy nhiên, người này phúc mỏng, gia đình không có đủ tiềm lực trợ giúp, mà mọi sự phải dựa vào chính sức mình. Người này càng đi xa lập nghiệp thì càng tốt, có thể phải tha phương nửa cuộc đời, trung vận bắt đầu có may mắn, sự nghiệp dần khởi sắc. Song cần chú ý, điểm báo cho thấy, khoảng thời gian này, có họa sát thân, làm gì cũng phải thận trọng, thử áp dụng cách hóa giải vận xui này nhé. Cuộc sống hôn nhân cũng phải trải qua nhiều thăng trầm, song cuối cùng vẫn được viên mãn, sau cơn mưa trời lại sáng, hậu vận tốt đẹp, an nhàn hưởng phúc. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi 1967, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch là tiết tiểu hàn trong năm, khí trời lạnh giá, khiến cho con người mất cảm giác an toàn, hay thay đổi, dao động. Họ sống bản năng, không có nhiều mưu mô, cũng chẳng có tham vọng gì, nhưng may mắn thánh nhân đãi ngộ kẻ khù khờ, vẫn có cuộc sống bình an. Khi về già, người này vốn dĩ cũng có phúc, có lộc, không khí gia đình hòa thuận, cha mẹ thương yêu, thời còn nhỏ, họ học hành chăm chỉ, cũng giành được không ít thành tựu, là con ngoan, trò giỏi, tâm địa thiện lương, chẳng suy nghĩ xấu xa, độc ác với ai. Định mệnh an bài, người này không phú bất quý, có địa vị cao trong xã hội, được bao người nể phục, cuộc sống của người này an nhàn, tuổi già hưởng phúc, chẳng phải lo lắng suy nghĩ gì nhiều. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Đinh Mùi sau 57 tuổi. Sau 57 tuổi, xóa bỏ phiền muộn bằng làm theo dẫn đường chỉ lối của Phật. Theo lời Phật dạy, mọi ưu phiền, sầu não đời người đều xuất phát từ trong lòng mỗi con người. Cùng ghi nhớ về 4 điều Phật dạy dưới đây về nhân sinh để giúp cho tâm tịnh, xóa bỏ muộn sầu. 1. Phật dạy rằng trên đời không có người xấu, người ác, kẻ thù. Cái gọi là người xấu đó thực ra vì sai lầm trong nhận thức, dẫn tới sai lầm trong hành vi, cái gọi là người ác. Thực ra vì ham muốn quá nhiều mà không từ thủ đoạn, cái gọi là kẻ thù, phải chăng vì không cùng ý chí, không cùng con đường mà nên. 2. Phật dạy, nhân sinh như mây, cuộc đời chỉ có một, đừng vì hoang lạc, đừng vì khổ đau, đừng vì hoang tưởng mà để phí hoài tháng ngày, tất thảy những điều đó đều là hư ảo, không mang lại bất kỳ ý nghĩa hay niềm vui đích thực vào trong cuộc sống. Hãy tự hỏi bản thân ta có đang hạnh phúc hay không để nghe câu trả lời từ trái tim. 3. Quan niệm Phật giáo xem tất thảy chúng sinh đều là Phật, hiện tại là Phật, tương lai vẫn là Phật, không tăng không giảm, mỗi người khởi nguồn đều có thiện tính, vì sinh tham sân si nên thiện tính mất dần. Mỗi người sinh ra đều là Phật, vì không biết tu dưỡng nên Phật tính mai một, vì thế tu thân và bao dung hơn với người đời,
đừng cho rằng bản tính xấu xa không thể chuyển rời. 4. Phật chỉ ra rằng kết thù kết oán tức là kết nghiệp vào thân. Thời gian kiếp người ngắn ngủi mà lại cùng người ta không ưa dây dưa, cùng người đó ngu muội, cùng người đó làm điều hung quạ, hãm hại lẫn nhau, lúc đó chính bản thân ta cùng thành người có giả tâm, lập thành nghiệp xấu. Phật dạy về nhân sinh, nhớ và làm theo thì không chỉ thanh thản hơn, mà còn tích cực hơn, lạc quan hơn. Trên đời có ai mà không muốn thanh thản, có ai mà không muốn thanh tâm? Chỉ vì nỗi nhân tình thế thái chuyển rời, tạo hóa xoay dần đưa đến những tình huống trớ trêu. Những lúc ấy, đôi ba dòng ngắn ngủi ở trên hy vọng sẽ giúp các bạn tự tìm thấy lối ra cho riêng mình. Chìa khóa ở ngay trong tim ta. Phật soi đường, ta tự đi tìm, thấy hay không còn nhờ vào cơ duyên và tu tập của từng người. Dân, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.